Em chào anh chị và các bạn đã đến với máy chế biến gỗ Đại Phúc Vinh. Hôm nay thì bên Đại Phúc Vinh mới về một cái model mới, máy CNC netting 4 đầu, model là HT-R4M. Đấy, sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái máy CNC này. Đấy, về phần kết cấu thì máy sẽ bao gồm có bàn da phôi, cuốn phôi phía trước này, máy CNC trung tâm 4 đầu này, và bàn da phôi và bàn nạp phôi phía sau. Sắp xếp ở trong xưởng thì chúng ta sắp xếp y chang như này luôn. Đó, bên cạnh cái bàn da phôi này chúng ta sẽ để cái bơm hút chân không ở bên kia. Bơm hút chân không này thì có công suất là 7,5 kW, tương đương với 10 ngựa và làm mát bằng nước. Đó. Cái bàn nâng này chúng ta có thể xếp được khoảng cỡ 25 đến 30 tấm ván ở đây để cho máy tự động gắp vào khu vực gia công. Đặc biệt này, cái máy CNC 4 đầu này thì sẽ có cái kích thước bàn làm việc là 1m3 nhân với 2m8, khổ ván 2m8, chúng ta có thể sử dụng khổ ván 2m8 hoặc là 2m4 tùy ý. Máy sẽ tự động có hai cái tay gắp này sẽ tự động gắp ván vào khu vực gia công này, đồng thời là có hai cái cần có hai bộ phận ben đẩy phôi ra, trong quá trình làm việc thì gắp ván vào đẩy phôi ra ngoài luôn. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có máy CNC và có bốn motor riêng biệt luôn. Mỗi motor công suất là 6 kW và quay ở tốc độ 18.000 vòng trên phút. Khi mà làm việc thì tùy theo gờ cốt thì những cái motor này nó sẽ tự động lên xuống. Đấy, chúng ta có thể gắn 4 loại dao khác nhau, có thể phay, cắt, khoan, soi huỳnh, chạy rãnh, rồi pano, vân vân. Đấy, ngoài ra thì máy cũng được trang bị thích hợp luôn một cặp rulo tỳ. Rulo này là tỳ tự động. Đấy, khi mà làm việc thì chúng ta có thể sử dụng hoặc là không sử dụng. Rulo này cũng có tác dụng rất là tốt khi mà làm việc với những cái tấm ván mỏng. Đấy, nó cong vênh mà lực hút nó không hút được ấy, thì rulo sẽ đè chảy phẳng ra luôn. Thứ hai là những cái tấm ván bề mặt nó không phẳng như plywood chẳng hạn, thì rulo này cũng rất quan trọng, cắt chống bị bay. Những tấm ván nhỏ có kích thước khoảng cỡ 2-3 phân thì cái rulo này nó cũng tỳ phụ trên xuống nữa. Đó. Nhiều anh chị sử dụng ván gỗ tự nhiên ấy, thì cũng dùng cái này để tỳ phụ luôn cũng được. Ở dưới này là bàn hút chân không này. Dưới này là bàn hút chân không và bơm chân không ở ngoài kia. Bàn hút chân không này thì sẽ được chia làm 7 vùng luôn. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đấy, tương đương với 7 cái vùng ở đây. Chúng ta có thể tùy chọn đóng, mở tùy ý để cắt theo những cái chi tiết lớn hoặc là chi tiết nhỏ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ để thể hiện cái áp lực hút chân không. Rồi, bên đây là hệ thống các van hơi, áp hơi. Đó. Rồi, máy sử dụng hệ dây trượt bạc đạn theo phương X thì chúng ta sẽ có dây 25 này. Đó. Và thanh trượt, thanh dẫn thì sẽ được mạ, sẽ được tôi chống dỉ sét. Dây dẫn theo phương Y thì cũng như vậy, được tôi chống dỉ sét. Và thanh Y thì có thanh trượt bạc đạn là 30, rất là lớn. Rồi chúng ta sẽ sang bên này. Đấy, bên này là cái bàn da phôi phía trước. Bàn da phôi phía trước thì kết cấu là khung nhôm và có băng tải, motor và biến tần để điều chỉnh tốc độ. Đó, chúng ta sẽ phải đấu một cái nguồn hút bụi ở đây. Đó. Bên này, đây tủ điện của băng tải phía trước này. Tủ điện thì có biến tần để điều chỉnh tốc độ này, rồi những rời leo kiếng để khống chế cái phôi ra thì nó sẽ tự động nó dừng lại. Đây có hai con mắt này. Khi mà có phôi thì máy băng tải sẽ tự động dừng lại. Ở máy CNC thì chúng ta sẽ có ở đây một cái bơm nhớt tự động này. Bơm nhớt tự động này sẽ làm nhiệm vụ là bơm nhớt và hệ thống dây trượt bạc đạn của XYZ để bôi trơn cho bạc đạn. Ngoài ra thì khi vận hành cái máy này thì chúng ta cũng cần cung cấp nguồn khí nén, nguồn hơi vào đây. Đấy, cái nguồn hơi, áp lực hơi ở đây thì phải đảm bảo là 0.6 MPa trở lên, 0.6 đến 0.8 MPa để phục vụ cho những cái
ben hơi này, xi lanh hơi này thì máy mới làm việc được. Bên này là phần phía bên phải của máy. Máy làm rất là đẹp và gọn gàng. Gia công đẹp, sơn đẹp. Bàn nâng phía sau này, đây là bơm chân không, bơm hút chân không. Máy rất là dày, lớn. Máy nặng khoảng cỡ 2,6 tấn. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống motor servo là loại 1,5 kW. Đấy, tốc độ di chuyển là 60 m/s. Z này, X này, Y này, hai bên Y đều là motor servo rất là lớn. Motor 1,5 kW. Kết hợp với hộp số chạy rất là nhanh. Rồi bên đây chúng ta sẽ có cái tủ điện nằm rời đây và có bánh xe để di chuyển thuận tiện phù hợp với cái không gian của chúng ta. Đấy. Và trên này cũng có cái màn hình điều khiển rất là lớn, có chuột và phím nữa nhưng mà tuy nhiên em chưa có lắp vào đây. Đấy. Ở trên này thì có thể hiện đầy đủ các thông tin. Hệ điều hành là hệ LLC của Đài Loan. Ở đây có cái đồng hồ để thể hiện cái volt. Đấy. Máy thì sử dụng điện 3 pha 380. Trong trường hợp mà điện áp thấp hơn thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng biết được cái volt là bao nhiêu. Ở đây thì có USB này, cắm USB để copy file. Mở bơm chân không, mở nguồn, dừng khẩn cấp. Ở đây thì còn có một cái bộ tay quay MPG nữa mà em chưa có lắp lên. Em tranh thủ quay cho anh chị xem luôn. Rồi chúng ta sẽ xem luôn cái phần tủ điện. Tủ điện thì như em đã nói từ đầu ấy, là máy sử dụng hệ điều hành LLC của Đài Loan. Đấy, bộ điều khiển đây. Và ở đây chúng ta sẽ có hệ thống driver cho các servo. Driver thì đều là 1,5 kW hết. Ở đây chúng ta có một cái biến tần 7,5 kW cho trục chính. Và những cái linh kiện điện khác thì đến từ thương hiệu Delacy. Có chống ngược pha đầy đủ. Đây là chúng ta sẽ đấu nguồn vào đây này. Tủ điện hoàn thiện rất là đẹp. Dây đều là dây chống nhiễu. Dây loại tốt, chống nhiễu. Đấu điện vào đây, đấu bơm này, đấu hút bụi vào đây luôn. Tủ điện làm rất là đẹp, sạch sẽ, chỉnh chu. Rồi, vừa rồi thì em đã giới thiệu qua đến anh chị cái model HTR4M, máy CNC netting 4 đầu, mang thương hiệu Hontech của công ty Đại Phúc Vinh. Anh chị có nhu cầu mua máy, tư vấn máy, xin liên hệ với công ty Đại Phúc Vinh. Công ty Đại Phúc Vinh thì có chi nhánh trên toàn quốc, Đồng Nai, Bình Dương, rồi Quy Nhơn, rồi Hà Nội. Sẽ giao máy đến tận nơi cho anh chị, chuyển giao kỹ thuật đầy đủ tận nơi cho anh chị. Rồi, cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.